Thầy xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi học. Chúng ta làm quen với việc vận dụng cái khái niệm căn bản của phân số cho một cái đề thi tuyển sinh vào lớp 6 của trường Trần Đại Nghĩa năm 2020-21. Thì đây là một cái câu hỏi tự luận kiểm tra cái mức độ hiểu về phân số của các bạn. Các bạn đọc trên cái đề này á, thì các bạn sẽ thấy người ta cho hai cái vòi, two taps, là hai cái vòi. Hai cái vòi này nó gọi là vòi A và vòi B. Bây giờ mỗi một cái vòi khi chảy vào, nếu đầy bể thì sẽ có thời gian nó khác nhau. Thì chúng ta thấy người ta cho một cái tap A là cái vòi A đấy, thì nếu nó chảy đầy cái bể này, cái vòi A rót nước vào đây thì chảy cái đầy bể này thì chúng ta thấy nó chỉ mất 23 phút thôi. Vậy thì chúng ta suy nghĩ đầy cái bể này là 23 phút, vậy thì 1 phút là nó chảy được bao nhiêu? Thì chúng ta áp dụng phân số thì chúng ta sẽ thấy là 1 phút nó chảy được 1/23 của cái bể. Vậy thì chúng ta chia cái bể này ra thành 23 phần. 23 phần. Các bạn thấy, ví dụ thầy chia, thầy lấy cái chiều cao của cái bể này, thì cứ mỗi 1 phút là nó sẽ dâng lên chiều cao là 1/23. Và thầy coi như là chiều cao của cái bể này thầy đã chia thành 23 phần. Thì chúng ta sẽ thấy 1 phút chẳng được 1/23. Và cái này nó cũng gọi là cái unit fraction nha các bạn. Và tương tự, nếu thầy không không vặn vòi A mà thầy vặn một cái vòi B chạy vào đây thì tương tự như thế, chúng ta thấy là chạy đầy bể này người ta cũng nói là 16 phút. Thì điều đó có nghĩa là trong 1 phút vòi B sẽ chạy được là 1/16. Vậy thì chúng ta thử suy nghĩ coi là nếu hai vòi chạy cùng một lúc, vòi A và vòi B chạy cùng một lúc, thì chúng ta sẽ thấy là nước nó dâng lên như thế nào. Thì chúng ta thấy là nếu A và B cùng chạy thì chúng ta sẽ thấy là 1 phút thì vòi A chạy được 1/23, vòi B chạy được 1/16. Vậy thì tổng của hai cái này này thì chúng ta sẽ thấy ra được là cái lượng nước trong 1 phút hai vòi này chạy được bao nhiêu phần. Chúng ta muốn biết được bao nhiêu phần đấy thì chúng ta cũng có thể cộng hai cái phân số này khi chúng ta cùng lấy cái mẫu số chung. Lấy mẫu số chung thì nếu mà chúng ta lấy mẫu số chung ở đây, tức nghĩa là chúng ta làm cho nó cùng mẫu số. Thầy nhắc lại, khi nó có cùng mẫu số tức nghĩa là cách chia phần của hai cái vòi này là như nhau. Ví dụ như là đối vòi A, 1 phút chạy được 1/23, thì bây giờ thay vì thầy chia làm 23 phần thì giờ thầy chia nó thành một cái con số mà nó là nhân của hai cái này, thầy chia thành mấy trăm phần ở đây, đúng không? Nó khoảng hơn hơn 300 phần. Và tương tự như vậy các bạn sẽ chia nhỏ này ra, thì như vậy chúng ta sẽ biết được là trong 1 phút thì cái vòi A chảy được là bao nhiêu phần, theo nó có cùng cái cách chia phần giữa vòi A và vòi B giống nhau. Tuy nhiên cái này nó chưa phải là cái mục đích chính. Cái này là thầy đang giảng để cho các bạn hiểu rõ hơn về phân số, và chúng ta chuyển thầy về phân số tương đương để vòi A và B nó có cùng nó có cùng cái unit fraction để chúng ta thấy nó dễ dàng. Bây giờ chúng ta đọc đề tiếp. Người ta nói là nếu vòi A mà mở trước thì người ta hỏi là sau đó vòi B mới mở, thì chúng ta sẽ được là cái lượng nước có được từ vòi A gấp đôi vòi B. Vậy thì các bạn hình dung ra là giả sử như là vòi A chạy trước đi, thì khi mà nó chạy trước được cái số phần bằng này chẳng hạn, tức là toàn bộ cái lượng nước này là của A, sau đó các bạn mới bắt đầu, các bạn tiếp tục duy trì vòi A và đổ thêm thêm cái cho chảy cái vòi B vào, thì chúng ta thấy là cái phần ở trên ấy
thì nó là của vòi A và vòi B. Còn lượng nước ở dưới là của vòi A không thôi. Nha. Vậy thì tại cái mốc thời gian này này, đó, thì bắt đầu là vòi B nó chạy. Thì người ta muốn biết coi là cái mốc này vào phút thứ mấy thì chúng ta nên mở vòi B để nó đáp ứng được là lượng nước của vòi A gấp đôi vòi B. Vậy thì chúng ta giả sử như là sau khi nó chạy kết thúc xong đi, thì chúng ta thấy là nếu mà thầy phân thành cái thể tích ấy, thì các bạn sẽ thấy là vòi A, cái lượng nước của vòi A thì nó sẽ gấp đôi, tức nghĩa là các bạn thấy ở chỗ này, ở dưới này là của A, lượng nước này là của vòi B. Để mà cho dễ hình dung á, chúng ta giả sử như là chúng ta vặn vòi A là nước, đúng không? Là nước. Còn vòi B chúng ta đổ dầu vào, đúng không các bạn? Thì các bạn sẽ thấy là dầu nó sẽ nổi lên, thì chúng ta sẽ dễ hình dung được cái phần ở trên chính là thể tích của vòi B là dầu đấy, nó nổi lên. Còn cái vòi A là nước, nó nằm ở dưới. Thì chúng ta hình dung như vậy. Vậy thì người ta cho là cái vòi, lượng nước từ vòi A này nó gấp 2 lần cái vòi B. Vậy thì chúng ta suy nghĩ thử xem, khi mà nó đầy cái này, thì có phải là vòi A nó sẽ là bằng 2/3 so với của cả cái chăng, là của cả cái bể. Vòi B thì nó chính là bao nhiêu? Nó chính là 1/3 thôi, 1/3 của cái bồn đó. Mà lúc nãy chúng ta thấy là cái lượng nước mà vòi A mà nó chảy vào đấy, thì mỗi 1 phút là nó chỉ chảy được 1/23 thôi. Còn bây giờ để nó chảy được là tới 2/3, thì chúng ta nhân cho một cái khoảng thời gian là bao lâu, thì chúng ta sẽ được 2/3 này. Và tương tự, chúng ta thấy là mỗi phút cái vòi B chảy được là 1/16. Chúng ta sẽ nhân cho bao nhiêu phút thì chúng ta sẽ được cái lượng nước của từ vòi B là 1/3. Đó, các bạn nhìn vào đây thì các bạn bắt đầu đã thấy rõ hơn rồi, đúng không? Các bạn thấy một cách rõ ràng. Thì các bạn hình dung ra là cái khoảng thời gian từ vòi A và khoảng thời gian vào vòi B. Và chúng ta biết rằng á, về mặt thời gian là từ lúc nó zero cho đến cái lúc kết thúc khoảng thời gian. Thì chúng ta thấy là vòi A nó chảy là cái khoảng thời gian nó đây này, cho đến cái lúc mà thời điểm cái này là kết thúc, là finish. Thì các bạn thấy đây là cái khoảng thời gian của vòi A. Còn nếu mà chúng ta xem cái thời gian của vòi B đấy, thì các bạn thấy cái mốc thời gian bắt đầu của vòi B lại là thời gian từ cái thời điểm này. Thì các bạn sẽ thấy cho đến lúc kết thúc, thì đây chính là thời gian của vòi B nó chạy. Vậy thì đề bài nó hỏi chúng ta cái gì? Nó hỏi chúng ta là nó sẽ vặn trước bao nhiêu lâu, là chính là cái khoảng thời gian này đây các bạn. Đó, khoảng thời gian chúng ta đi tìm. Vậy thì cái câu hỏi người ta hỏi chúng ta là chúng ta đi cần tìm cái khoảng thời gian này. Thì về mặt tư duy thì các bạn chỉ lấy là thời gian của vòi A nó chạy lâu hơn mà, tại vì nó chạy trước. Chúng ta trừ thời gian của vòi B là bằng bao nhiêu là chúng ta biết được. Mà lúc nãy chúng ta có cái quan hệ là cả một cái bể này nó chiếm 2/3, mà mỗi phút nó chỉ chảy được 1/23 thôi. Thì khi chúng ta chia thì chúng ta sẽ tìm ra được cái thời gian là 2/3 này chúng ta chia 1/23. Thì chúng ta áp dụng với cái video trước thầy đã dạy về phép chia phân số cho một phân số, hoặc là hỗn số chia cho một phân số, thì các bạn làm nhanh chóng để các bạn tính ra được kết quả này là 2/3 nhân cho nghịch đảo là 23/1. Thì chúng ta sẽ ra được chỗ này là 46/3 phút. Minutes. Đó. Thì 46/3 của phút, nghĩa là nếu chúng ta chia ra thì chúng ta ước lượng 46
chúng ta chia 3 thì 4 chia 3 là được 1, giữ 1, 16 chia 3 là được được mấy? Được 5. Và 15 nhân 3 là 45 ấy. Vậy là chúng ta sẽ được là 15 phút và thêm 1/3 phút nữa nha các bạn. Vậy thì các bạn có cái thời gian của cái vòi đo chạy. Và tương tự chúng ta cũng có thể tính một cách dễ dàng là chúng ta tính cái thời gian của vòi B nó chạy. Nó chạy được là 1/3 này. Đúng không các bạn? 1/37. Chúng ta chia cho thời gian mà nó chia cho là 1 phút nó chạy được bao nhiêu đấy? Là 1/16. Thì các bạn cũng sẽ ra được là 1/3 nhân cho 16/1. Thì chúng ta cũng ra kết quả được là 16/3 phút. Tương đương với là các bạn được là 5 x 3 15 là 5 phút và thêm 1/3 phút nữa. Và chúng ta có hai cái khoảng thời gian này rồi. Đó. Thì chúng ta hoàn toàn tính được cái thời gian chân lật, tức nghĩa là nó chạy trước là bao lâu. Thì chúng ta lấy 15 1/3. Chúng ta trừ cho 5 phút 1/3. Thì lúc này chúng ta hoàn toàn tính ra được phép trừ của hai cái ống số này. Thì cái phần lẻ chúng ta có thể đơn giản là 1/3 trừ 1/3 hết này. Và 15 phút chúng ta trừ 5 phút thì chúng ta sẽ ra được kết quả cuối cùng. Cái khoảng thời gian chạy trước là 10 phút. Vậy thì cuối cùng chúng ta trả lời được cái câu hỏi là chạy trước bao nhiêu phút. Chúng ta chỉ cần vặn vòi A trước 10 phút là chúng ta có thể tính ra được. Các bạn thấy dễ không nào? Cái này đòi hỏi chúng ta hiểu kỹ và cảm nhận được phân số là gì. Và chúng ta hiểu được cái phân số tương đương. À, phân số tương đương. Rồi chúng ta hiểu được kiến thức căn bản về phép nhân phân số, phép chia phân số là chúng ta hoàn toàn tính được. Bởi vì như lúc nãy thầy có chia sẻ với các bạn là cứ mỗi 1 phút nó chỉ chạy được 1/23 thôi. Bây giờ nó muốn đạt được cái thể tích là 2/3 thì chúng ta cần bao nhiêu thời gian? Chúng ta nhân thêm cái khoảng thời gian rồi là chúng ta biết ra được là nó phải bằng đó. Vậy thì chúng ta ngược lại, chúng ta muốn tìm cái thời gian thì chúng ta chỉ cần biết được cái thể tích đi theo phân số đấy là nó là 2/3. Chúng ta chia cho cái thể tích trong 1 phút mà nó chạy vào được á là 1/23 thì chúng ta tìm ra được hai cái khoảng thời gian của nó, là chúng ta dễ dàng, rất dễ dàng để tính ra được thời gian, thời gian của hai cái vòi này. Và cái dạng mà toán mà chúng ta vận dụng về phân số này ở lớp 5 chúng ta thấy rất là nhiều. Bể nước chảy hay là năng suất làm việc, tất cả các tần tật các loại bài toán đấy nó chỉ đòi hỏi duy nhất là các bạn hiểu về phân số. Nên những bạn nào học hiểu về phân số, hình dung ra nó, cảm nhận được thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi bài toán này là đơn giản này các bạn. Rồi thầy cảm ơn các bạn đã theo dõi video của thầy. Rồi thầy chào các bạn nhé.